Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Ngày hôm nay mình cũng giới thiệu cho các bạn đó là dòng Exeter 155 ở VVA của năm 2023 với một cái màu đó là màu vàng xám và màu đen xanh Monster. Hai cái phiên bản màu được nhiều bạn trẻ ưa thích nhất thì ở cái dòng Exeter 155 là mẫu xe con tay chiến lược của dòng 2 các bạn. Hiện mẫu xe đang được hướng đến các bạn trẻ muốn trải nghiệm và đột phá một cái mẫu xe này các bạn thì ở dòng này Sinto 155 2023 thì được phối nhiều cái màu sơn mới nhất hiện nay mà được nhiều bạn trẻ ưa thích các bạn thì mới đây Yamaha mươi 155 được nâng cấp hàng loạt về cái thiết kế cũng như những cái tính năng còn cái động cơ thì được áp dụng nhiều cái công nghệ ở cái phần động cơ các bạn thì ở trên phiên bản là mươi 155 VVA được công bố khá nhiều cái công nghệ thì chỉ có bốn cái công nghệ được đánh giá mới và thật sự khác biệt ở trên cái mẫu xe này các bạn thì mới đây ha Center đã được nâng cấp về cái thiết kế và tính năng cũng như động cơ được áp dụng những cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay thì ở dòng Ester 155 nhiều bạn thắc mắc về cái bộ nồi chống trực có nghĩa là gì thì mình cũng giải thích cho các bạn thì nồi chống giật của dòng xe Center 155 còn gọi là acid và slipper tương tự là mẫu xe EG1 các bạn. Acid là có nghĩa là hỗ trợ lực bám con là khi các bạn uh, xả số lên ga thì uh, xả con đó, các bạn thì nó có một cái uh, hai cái nồi nó sẽ bắt vào nhau nó không có bị chợt các bạn. Còn uh, shipper là có nghĩa là khi các bạn chạy dồn ga ở tốc độ cao thì uh, các bạn thòng ga xuống thì nó không có bị dồn số ở tốc độ cao các bạn một mẫu xe hoàn toàn mới với nhiều cái công nghệ được áp dụng ở trên dòng xe này các bạn thì các bạn đã biết về cái uh, mẫu uh, Accenter 155 với uh, một cái uh, màu đen xanh monster một cái mẫu tem được thiết kế uh, dành cho tất cả các mẫu xe đua các bạn thì ở dòng uh, monster thì đa số thì những bạn trẻ nào thích những cái dòng xe đua thì các bạn hay chọn cái mẫu màu này các bạn tại vì một mẫu tem được phối nhiều cái tem và cũng như một cái màu sơn bậc nhất hiện nay các bạn các bạn thấy không một mẫu màu đen được phối những cái tem trắng xanh và những cái hiệu ứng như là uh, tem monitor các bạn hoàn toàn mới chỉ được áp dụng ở trên cái mẫu xe uh, phiên bản giới hạn các bạn. Thì ở phiên bản uh, Monster thì mình uh, thích nhất thì các bạn có hay để ý ở min ở phiên bản Monster thì nó có một cái khác nữa là những cái logo các bạn. Đó, chỉ có ở phiên bản giới hạn và phiên bản đặc biệt mới có logo màu vàng thôi các bạn. Đó, chỉ có ở phiên bản uh, Monster với phiên bản kỷ niệm 60 năm là có những cái logo màu vàng uh, nó tạo nên một cái uh, Tên tuổi và cũng như cái, cái cái mẫu xe ở dòng Exynter 155 ở phiên bản giới hạn các bạn. Đó, hai bên hông thì cũng được phối hai cái logo màu vàng với chứng dựa ở mặt nạ thì cũng được một cái logo màu vàng à, của Yamaha với một cái mẫu tem à, monitor hoàn toàn à, mới ở cái phần khúc xe các bạn. Thì ở dòng Exynter 155 à, màu đen monitor thì cũng được phối những cái hiệu ứng màu xanh các bạn thấy không ở mặt phần mặt nạ thì cũng được phối những cái màu xanh với những cái hiệu ứng 3D nó tạo nên một cái vẻ sáng ở cái phần trước luôn các bạn còn ở phiên bản 155 màu vàng xám thì ở cái tông màu màu vàng xám này các bạn nhiều bạn trẻ hay thích cái màu sáng á, thì mình có thể chọn một cái mẫu màu vàng xám này các bạn được phối giữa màu vàng, vàng và màu xám với những cái hiệu ứng là mẫu tem các bạn các bạn thấy ở cái phần yếm ti là màu xám được phối luôn cái tem màu xám y gan những cái hiệu ứng 3D với những cái đường uh, kẻ qua dăng đơn giản nhưng mà nó mang lại vẻ đẹp ở phiên bản uh, màu vàng uh, một cách tinh tế và cũng như một cái nét đẹp uh, hầu như là được tốt lên ở phiên bản màu vàng này các bạn. Các bạn thấy không? Chỉ được phối những cái tem đơn giản nhưng mà nó, nó mang lại cái vẻ đẹp. Cũng như một cái điểm nhắn cho phiên bản uh, Exeter 155 giữa màu vàng xám các bạn Các bạn thấy không? Được phối một cách uh, cực kỳ là tinh tế giữa cái phần yếm các bạn uh, Nguyên cái tông màu phần sau là màu xám Được phối một cái viền màu vàng ở chỗ cái phần ốp uh, hông của xe Để tạo nên một cái vẻ đẹp ở cái phần khúc màu nha các bạn Thì ở cái tông màu vàng cũng được phối Ngược lại là phần sau là cái cản màu vàng các bạn Đó da yên thì màu vàng được phối chỉ vàng luôn yên màu đen được phối chỉ vàng đó nó tạo nên một cái điểm cộng lớn ở cái phân khúc nó liền là là nguyên cái khối màu luôn các bạn đó các bạn thấy không được phối giữa cái màu xám nhám với màu vàng bóng đó nó tạo nên một cái điểm sáng tối nó nó nó, nó tạo nên một cái tên tuổi cũng như một cái nét đẹp ở cái phân khúc màu vàng xám các bạn thì đa số cái mẫu màu này các bạn À, được nhiều à, bạn trẻ hay chọn ở cái tông màu thứ nhất là xe mình chạy nó sáng với thứ hai á, nó có một cái nét đẹp gì riêng à, không có giống tất cả các mẫu cái màu khác các bạn hai cái mẫu xe với hai phiên bản à, mỗi mẫu màu thì nó có một cái nét đẹp riêng đặc trưng của nó ở màu đen thì nó có một cái sự à, mạnh mẽ cũng như là một cái à, quy lực còn ở màu vàng thì nó có một cái điểm nổi trội cũng như cái sự tinh tế nha các bạn. Mỗi mẫu màu nó có một cái nét đặc trưng riêng, à, cho nên mình cũng khuyên các bạn thích mẫu màu nào thì mình có thể chọn mẫu màu ấy. Còn về động cơ cũng như những cái tính năng thì nó hoàn toàn giống nhau hết nha các bạn. Thì à, kể đến thiết kế của Yamaha Xcenter, ta có thể điểm qua những cái thay đổi như sau. Thì đèn pha của Xcenter 155 được thiết kế độc lập cho cái ấn tượng khá giống những dòng mô tô phân khối lớn các bạn thiết kế này sẽ cho ánh sáng đèn linh hoạt theo cái tay lái khi các bạn vào uh, các khúc cua quẹo cho cái khả năng quan sát sớm hơn và an toàn hơn các bạn với một cái lỗ thông gió tận dụng tối đa cái dòng khí lưu thông để làm mát động cơ uh, thay uh, làm mát với bộ điều chỉnh nhiệt kiểu uh, dòng thời gian khởi động và làm sạch khí thải các bạn thì uh, ở dòng uh, Ester 1 thì về cái ống xả thể thao với một cái màn à, lọc giúp à, xử lý à, sạch khí thải các bạn thì bên trong được lót một cái tấm sợ thị tinh giảm cái tiếng ồn của bô luôn các bạn phục trước dạng ống lồng nâng cấp với hành trình dài hơn à, cho phép giảm sóc sao im ái hơn khi các bạn vào những cái địa hình gồ ghề phục sau thì à, phục à, lò xo so chủ đơn nhưng mà nó mang lại cái cảm giác đàn hồi cực kỳ lêm các bạn Bình xăng của Yamaha Center 155 được thiết kế với dung tích tới 5 lít tư nữa các bạn. Kết hợp với khả năng tiết kiệm nhiên liệu 30%, tính toán của xe có thể di chuyển là khoảng 265 km cho một lần đổ xăng đầy bình nhiên liệu các bạn. Các bạn ơi, nếu mà yêu quý ở mẫu xe xin 155 VVA của năm 2023 với hai màu này, nhớ cho mình xin một like và một đăng ký. Cảm ơn các bạn.